Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, kính thưa quý huynh đệ đồng tu, thì hôm nay chúng ta lại ngồi lại với nhau để sắp tính nhau những cái lời pháp thoại, những cái tâm đắc tu học để chúng ta cùng nhau nỗ lực tinh tấn hơn trong cái cuộc sống ở cõi ta bà này. Thì hôm nay dịch đại ra cuốn sổ để coi thấy cái gì nói cái đó. Cái cuốn sổ này là cái quá trình mình nghe pháp, mình học tập như vậy, có những cái lúc mình tâm đắc mình viết viết lại. Đấy, thì sau này chỉ có làm vậy. Bữa trước mình thử lên ngồi ông thầy Đức, nói sao ông thầy này ông nói nhiều đề tài vậy, sao ông cũng rất ghê ta. Thế thì ngồi gần thử coi thầy có soạn không. Đấy, thì đúng là khẩu cầu thích ứng. Thế là cái hôm đó là cái hôm mà mình đi sớm á, thì cái chỗ thì dầu lên để là không phải cái chỗ đó đâu, đúng không? Rồi lát hồi lại hai cái đi đâu đó về cái thấy cái chỗ của mình là bị dời lên lúc ở trên cái chỗ mà sát nhất, ở trên cái chỗ mà trên cái chỗ mà thầy Nhật Đức ngồi á, trên cùng á. Đầu tiên mình có khởi lên một cái niệm, mình cứ nghĩ là nếu mà nó quay cái mặt về trong cái hướng mình thờ á thì nó chỗ này khó đứng quá, lúc đó còn có mấy chỗ trống nữa, hay là mình thụt xuống mấy cái. Đấy, nhưng mà mình suy nghĩ nói mình khó đứng rồi mà mình lại đi kiếm cái chỗ ngon hơn thì mình không có tùy duyên, thấy nó phan duyên sao đấy. Nhưng mà khi rồi tới lúc thực sự mà vô rồi mới hiểu rằng là cái chỗ đấy thì không đứng như vậy, mà lại xoay cái mặt về phía bên cái chỗ thầy Nhân Đức ngồi giảng thì nó dễ chịu hơn tí. Với thứ hai nữa là nó lại rất là phù hợp để cho mình quan sát hết cái bàn làm việc của ông. Thì đúng thiệt là cũng Phật Bồ Tát gia trì để mình xem, tại vì dân trong nghề mà, hiểu không? Cái người trong nghề, nghề này là nghề gì? Nghề sư phạm thôi. Nhưng mà thường nói thật ra chúng ta không có cái khái niệm rõ ràng là cứ nghĩ tu là cái gì đó phải xuất gia hay là cái gì, nhưng mà thường nó không phải. Người tu Phật thì cư sĩ và xuất gia đều thành tựu như nhau, đều học tập như nhau. Nhưng mà chỉ khác có một cái người mà nên chọn cái con đường xuất gia ấy, là những cái người mà sau khi đã minh bạch Phật pháp ấy, muốn phát một cái nguyện là muốn tiếp nối cái huệ mạng của Phật để làm cái sự nghiệp giáo dục Phật Đà. Tức là giống như bây giờ ngoài đời Hòa Thượng nói là mình chọn cái nghề là nghề thầy cô giáo sư phạm, hiểu không? Thì trong nhà Phật cũng vậy, mình chọn cái nghề. Hòa Thượng nói rõ là xuất gia là một cái nghề, tại vì chúng ta giữa ta bà này chúng ta chọn một cái nghề để nuôi thân, tu thì tu tâm rồi, còn một nghề để nuôi thân và một cái nghề làm phương tiện để mà làm lễ cho chúng sanh, thì cái nghề thù thắng nhất chính là nghề xuất gia. Và cái người mà phát được cái nguyện để mà làm cái nghề này cũng là một cái người phải nói rằng là đại anh hùng, đại anh hùng, chứ không phải là đơn giản bỏ đi tất cả những cái thứ hưởng thụ ở cái cuộc đời thế gian này, thậm chí là tuyệt dục đó. Cho nên thành thử ra người xuất gia, các vị tỳ kheo hoặc các vị tỳ kheo ni chân chính đúng là những cái người quý trong loài người đó. Thì nhưng mà ngược lại chỗ là thời nay cái người mà hiểu được cái điều này thì nó cũng tương đối ít, thì đâu đó cũng có nhiều người như vậy là trốn đời mà lại xuất gia, hoặc là trốn những cái việc nặng nhọc của thế gian này mà chọn cái nghề xuất gia để dễ sống. Thì ở đây thì sẽ gây ra tội nghiệp, sẽ gây ra tội nghiệp. Nhưng mà thường để ý tôi thấy những người này cũng khổ à, kết cục sẽ khổ lắm, khổ hơn cái người ngoài đời. Tại vì như trong kinh Địa Tạng nói là gì,
Nếu như người nào mà thân là sa môn nhưng tâm không phải là sa môn, lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, thì người này sẽ đọa trong địa ngục rất là nhiều kiếp mới ra khỏi được. Thì chúng ta cũng phải sống một kiếp thôi, mắc mớ gì chúng ta lại phải lãnh cái án đọa địa ngục kinh khủng như vậy. Cho nên rằng là chúng ta phải phải có một cái cảm giác là hồi đầu khi chúng ta đọc được lời Phật nói, chúng ta phải thật sự tin Phật để hồi đầu, phải hồi đầu. Còn nếu chúng ta mà không tin nhân quả thì không ai cứu được mình. Dù có rớt trong địa ngục rồi mà Phật Bồ Tát tới cũng chỉ thuyết kinh giảng pháp cho mình, mà tới lúc đó mình cũng còn không tin nữa thì khó có ngày ra lắm. Bên trong địa ngục có những cái hạng chúng sanh mà có lần thầy giáo đọc cái cuốn chính sách gì quên mất tên, nhưng mà khi mà Phật Bồ Tát thì hiện xuống đó để cứu họ, họ quay mặt đi hướng khác. Họ ở trong địa ngục ấy, họ quay mặt đi hướng khác, họ hoặc là họ bịt tai là họ nghe. Họ vậy đó, họ chịu đau đựng như vậy, họ không tin. Hoặc là nhưng mà có lại một cái người ví dụ như một cái tấm gương hòa thượng hay nói là gì, có cái ngoài ngày ấn kha thì là một cái vị tăng phá giới, đủ các cái kiểu tài sắc danh thực thùy ông cũng có hết. Nhưng mà tới lúc mà ông đọc kinh Phật xong rồi, ông suy nghĩ là cái cuộc đời của ông tạo quá nhiều nghiệp, ông phát một cái tâm sám hối và sợ hãi địa ngục. Ông nghĩ rằng nếu mà như mình thì chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục thôi. Thì khi đó ông lại hỏi các cái người huynh đệ của ông, nói là tôi nghiệp trọng như vậy thì có cái cách gì để cứu. Thì may thay là có những người thiền tri thức nói với ông rằng là gì, chỉ có niệm Phật, sám hối và cầu sanh Tây Phương thì sẽ được cứu. Ông tin nhận được điều đó và ông đóng cửa như vậy, ông niệm Phật. Niệm Phật thì ông niệm Phật như vậy trong vòng 3 ngày thôi thì ông biết ngày giờ vãng sanh. Ông thấy Phật Di Đà xuống nói với ông rằng là gì? Là thọ mạng của ông còn 10 năm nữa. Ông ráng sống tu cho tốt đi, 10 năm sau ta với thánh chúng xuống rước ông. Thì ông Ấn Kha này ông ấy đúng là cũng là khôn. Ông nói gì? Con biết cái tâm con quá phàm phu, Phật ơi, hôm nay con dũng mãnh tinh tấn 3 ngày như vậy đó. Nhưng mà rồi 10 năm sau biết con còn giữ được cái lòng dạ của mình như ngày hôm nay không? Huống hồ gì con đã tạo vô lượng tội nghiệp rồi. Cho nên xin Phật thương xót, từ bi xin Ngài rước con đi. Thì Đức Phật nghe tha thiết như vậy là thôi được rồi, 10 năm tuổi thọ ông cũng không cần đúng không? Thôi được rồi, 7 ngày sau thì đến đó rồi. Thì nghe như vậy thì ngày ra ngày báo lại với những người khác. Thì thật ra những người khác khi nghe ông nói như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ, mà trong bụng cũng cười cười. Tại vì xưa giờ ở chung với nhau biết nhau quá mà, tu hành thì không ra gì, còn đi phá giới phạm trai nữa, làm mấy cái chuyện tầm bậy tầm bạ nhiều quá. Mà làm gì mà mới tu có 3 ngày thôi mà biết ngày giờ vẫn sanh. Nhưng mà nói là 7 ngày thì cũng chẳng là lâu, nói thôi thì được rồi. Ông nói 7 ngày vẫn sanh thì tôi chờ, tôi coi, không cần lo gì lo cho. Thì cuối cùng là gì? Đúng 7 ngày sau như vậy, ông nói mọi người tới niệm Phật cùng với ông. Thế là ông nói Phật Di Đà đến rồi rước ông vào, ông xả báo thân, ông bảo sanh. Thì rõ ràng là gì? Vì sao mà cái vị Ấn Kha này làm được điều đó? Vì chân thật như vậy, Ngài nhận thức được lỗi lầm của mình và phát cái tâm chân thật muốn thoát sanh tử. Hay còn gọi là cái tâm này gọi là tâm gì? Tâm Bồ Đề. Khi đã chân thật phát Bồ Đề tâm rồi, và trong 3 ngày như vậy Ngài nhất hướng chuyên niệm. Vì sao lại phát nhất hướng chuyên niệm? Vì ông biết chắc rằng ông sẽ đọa địa ngục, đúng không? Chúng ta kỳ này cũng vậy. Mà sao thì tự nhiên nói cái này nó cũng hay. Hôm nay dạch ra chung cái bài là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Đấy, thì hôm nay chúng ta mở đề là như vậy đó, lọa lạ dần tới cái đó các bạn đó. Thì hôm nay chúng ta nói với nhau về cái phát tâm Bồ Đề. Vì Ngài Ấn Kha, Ngài phát được tâm Bồ Đề, Ngài nhất hướng chuyên niệm 3 ngày, Ngài có thể viên mãn cái quả vị vãng sanh. Còn chúng ta thì lâu rồi, cũng nhiều ngày rồi đúng không? Nhưng mà đã phát tâm Bồ Đề chưa? Cho nên cái chính yếu của cái sự tu á,
phải là bây giờ cứ nói tu rồi hiền lành rồi làm này làm kia hoặc là tụng kinh gõ mõ niệm Phật rồi đó là đã đúng hướng đâu chưa. Trước tiên phải phát tâm Bồ Đề. Như ngài Văn Kha, cái đầu tiên là ngài phải nhận thức ra được cái ác nghiệp ngài đã tạo và ngài suy nghĩ ra được cái quả báo tương ứng và thấy đó là cái khổ rình rập mình rồi, cho nên phát một cái tâm cầu thoát cái khổ đó gọi là phát thể tâm, hiểu không? Còn mình bây giờ có cái tâm tương tự như vậy không, mình có suy nghĩ được không? Đó, giống như thầy giàu hay nói với bác bếp đó, tại sao mà tu tu lì lì như vậy, vì tôi cũng đã từng bị xuống dưới địa ngục nó ẹt cho rồi, đúng không? Kiểu giống như vậy. Với thứ hai nữa, mình có một cái niềm tin lạ lùng đến cái cảnh giới là sẽ bị đọa lạc. Vì sao? Vì mình biết tâm của mình quá mà, mình biết cái việc mình đã từng làm quá mà, đúng không? Người suy nghĩ coi, cái suy nghĩ đi, mình đang đầu tiên địa tạng đây, mình cứ đối chiếu với tất cả những cái hành nghiệp mà mình tạo ở trong đó rồi mình coi, mình cứ để yên như vậy mà mình đừng có thay đổi thì mình sẽ đi về đâu, đoán đi, đúng không? Nhưng mà nếu ví dụ như chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta cứ nghĩ rằng cũng còn sướng, đúng không? Cho nên bây giờ thật ra với cái tâm thái như bây giờ mà thầy giàu gặp mọi người, hoặc là thầy giàu đặc biệt nhất là những người già, mà đừng nói người già chứ người nào cũng vậy, tại bây giờ mình thấy cái chết nó treo sẵn trên đầu thật luôn, không biết khi nào. Bao nhiêu người vừa gặp mình hôm nay xong ngày mai ngõm rồi, đúng không? Đấy, giống như sáng nay lại thấy một cái người cô một cái cô giáo, cô này trước cũng có vô trường mình dạy văn thời gian, thì cô biết cái ta tớ là gì, cô trong tuần nay mà lại đi đám cưới đám ma hai người chồng của hai người bạn ở cái độ tuổi là 30 mấy. À, thương cho những người bạn bây giờ phải làm mẹ đơn thân rồi đêm nằm cô đơn lẻ loi này nọ cái kia đó, rồi cũng vài câu là bây giờ cuộc đời phải sống vui vẻ ý nghĩa rồi trân trọng những cái đang có này nọ, nhưng thật ra cũng vẫn chưa sâu sắc. Nếu sâu sắc là gì? Phải lo tu hành. Vì sao? Thấy người ta chết mà cứ nghĩ mình sống hoài chắc. Ủa, người ta trước mắt mình, người ta có thể lăn ra 30 mấy tuổi cùng tuổi mình, người ta chết thì trả lại mình sống tới 70 80 sao, hoặc là 100, đúng không? Mà dù cho có tới 70 80 hay 100 nữa rồi cũng chết, phải không? Mình thì cũng vậy thôi, nhiều khi mình đừng có nghĩ là lâu mau gì, nhưng mà mình nói rồi trước sau sau gì cũng chết, anh biết. Nhưng thầy Đức ông nói là tôi biết rồi, thực sự đúng thật. Cái người mà giác ngộ phải suy nghĩ, thường nghĩ tới cái chỗ này, thường nghĩ tới cái chết đi, tại vì sao mình sẽ phải chết, vậy thì bây giờ làm sao bây giờ này đó, cho nên phải phát một cái tâm tâm vì sanh tử mà tu tập, thì tâm này là tâm Bồ Đề, thật vì sanh tử phát Bồ Đề tâm. Rồi bắt đầu cái bước tiếp theo mới là gì, mới là dùng tín nguyện sau trì danh niệm Phật, thì đó là cái con đường đi của chúng ta. Còn nếu như chúng ta chưa làm được cái vế đầu là thật vì sanh tử phát Bồ Đề tâm đó, mà chúng ta làm cái vế sau coi chừng nó cũng không có kết quả. Vì sao? Vì trong cái lúc chúng ta tu nó giải đãi hoặc là nó ỡm ờ, hiểu không? Nó không có gọi là quyết liệt, hiểu chưa? Nếu chúng ta xem một trận bóng đá này, chúng ta thấy người ta đá mà giống như bán đồ coi chán. Vì sao? Vì đôi bên người ta đá nó không có hết mình, đúng không? Kiểu vậy. Nhưng mà nếu mà một cái trận đá bóng nào mà thật sự vô tư, thật sự vì màu cờ sắc áo là coi thích lắm đó. Thích. Thì chúng ta tu học cũng vậy, chúng ta nếu thật sự chúng ta suy nghĩ ra được cái vì cái sanh tử, tôi xưa thật sự tu cũng vì sanh tử đó. Người ta từng cho các cô coi cái nhật ký tôi viết rồi đó, cái duyên lúc đó Phật Bồ Tát đưa đẩy cho mình tới cái chỗ để mình nhìn thấy được là sanh tử. Cho nên cái quá trình mình làm nó cũng cố gắng, phải nói là cố gắng chứ cũng chưa nói là ngọt đâu. Anh nghe tới cái công án mà vừa kể cho mọi người nghe về ngài Văn Kha đó, 3 ngày thôi mà ngài biết ngày giờ vãng sanh rồi, thấy Phật Di Đà cho trước rồi vẽ ngày nào giờ nào, 1 tuần sau vãng sanh hay là 10 năm sau vãng sanh, mình giờ còn mù tịt chưa biết. Hả? Có anh chị nào bây giờ tối ngủ thấy Phật Di Đà tới báo ngày giờ chưa, nói cho nghe hay với, đúng không? Đó, đây không phải là vì ngài Ấn Kha, trong 3 ngày đó ngài cũng chưa chứng đắc được cái gì cả, nhưng mà cái tâm của ngài là quyết chắc là bị đọa địa ngục rồi, cho nên ngài một đời một hướng của ngài là ngài niệm Phật thôi, nó cảm, hiểu không? Đó, còn mình là thấy cũng được được,
hiểu chưa? Đó. Thì mọi người để ý cái tâm của mình lúc nào chúng ta cũng phải để ý cho kỹ, nhớ luôn tự nhắc mình, vì chỉ có khi nào chúng ta phát được cái tâm bồ đề á, thì cái đường tu của mình nó mới không thối chuyển thôi. Nó có một cái như thế này cũng là cái kinh nghiệm cá nhân mà cũng là cái kinh nghiệm chung của tổ dạy. Khi mà chúng ta chân thật phát được cái tâm sanh tử rồi mà để chúng ta tu rồi thì chúng ta khó lạc đường. Mình là phàm phu, mình tu trong cái thời mạt pháp này, cái chuyện mà nhiều khi chúng ta có giải đãi, chúng ta có bị trạch hướng ít nhiều nó sẽ có. Nhưng mà nhờ cái tâm bồ đề sanh tử đó cho nên nó sẽ tự giúp cho chúng ta phản tỉnh rất là nhanh mà quay về thôi. Nhưng ngược lại, nếu mà không có cái tâm đó là nó dễ lạc, nó lạc luôn đi lắm. Lạc luôn. Ví dụ như bây giờ cái chúng ta tu, chúng ta sẽ đối đãi với tài sắc danh thực thùy, đúng không? Tiền bạc này, danh tiếng này, tiếng khen, tiếng chê, rồi ăn uống này, rồi ngủ nghỉ này. Đó, những cái thứ đó nó hay chi hay xuất hiện để nó chướng ngại chúng ta, nó lôi kéo chúng ta. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng toàn nghĩ là gì? Mình đang sống vì cái gì đây? Mình đang tu vì cái gì đây? Thì nếu thật sự mình vì sanh tử là nó về lại đó. Hiểu không? Ví dụ như mình tự nhiên mình sai lầm, mình cứ chạy theo tiền bạc vật chất thôi. Đó, thì nếu người nào mà có được rồi, cái người tu cũng vậy, nó sẽ lôi đi à? Lôi đi à? Nhưng mà tự nhiên lôi đi, nhưng mà mình ngồi mình chợt nói, ô, mình đang làm cái gì vậy? Mình đã xác định mục tiêu đời này của mình là tu vì sanh tử mà. Để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để mình thoát cái luân hồi này mà. Bây giờ mình cầm thịt nhiều tiền thì đã sao? Thậm chí là tạo bao nhiêu là nghiệp. Thì ngay cái lúc đó chính cái tiếng nói của mình, cái quá trình mà mình phát cái tâm vì sanh tử đó, nó sẽ lôi mình về lại, nó sẽ dẫn mình lại về lại cái con đường này. Tiền bạc sắc đẹp rồi cũng vậy, chúng ta chạy theo nó để làm gì? Chúng ta chạy theo người nam người nữ cũng để làm gì? Thế khi mà bị chạy đó, vì mình là phàm phu mà. Như thầy Nhân Đức nói, tôi bây giờ chơi với mấy bà già thôi, chứ tôi không chơi với mấy bà trẻ trẻ đâu, xôn xôn đâu. Hỏi sao nó còn răng? Bây giờ thầy kêu trong người tôi còn móng gì? Thầy nói rất là chân thật. Thì chúng ta cũng là người thôi. Thì ngay cái lúc đó tâm chúng ta động rồi, hoặc là chúng ta bị cảnh duyên lôi kéo rồi thì sao? Cũng nghĩ về sanh tử mà sẽ cố gắng mà giác ngộ ra mà quay về lại. Cái này là cái nó ví dụ như chúng ta có người kề cạnh kế bên, chúng ta có thầy lành bạn tốt mà lôi mình về thì hay quá. Nhưng mà rõ ràng người ta có lôi mình về đi nữa, mà nếu mà tâm mình không giác, mình cũng không chịu về á, đúng không? Hoặc trường hợp mình không có thì tri thức kế bên cạnh, thì ai cứu mình đây? Lúc đó cái tâm bồ đề nó sẽ cứu mình. Mình cứ ngồi mình suy nghĩ, sao mà mình cứ cam chịu để trôi lăn mãi như thế này? Sanh tử thì chờ sẵn trước mặt, đã bao nhiêu vô lượng kiếp nay trôi lăn rồi, cứ suy nghĩ nhiều về cái đó, quay về. Ăn uống ngủ nghỉ cũng vậy, sáng thức dậy nói công phu hoặc là làm những cái việc ý nghĩa vậy không nổi thì cũng cứ suy nghĩ rồi nó cũng sẽ dậy. Mình đã ngủ lâu quá rồi, ngủ nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, ngủ nữa thì đã sao, mệt quá thì phải ngủ, nhưng mà việc cần làm thì phải dậy mà làm đúng không? Thì nhìn mình cứ luôn có cái tâm đó thì tự nhiên mình thấy rằng mình có động lực để mà mình chi phối và mình quân bình về lại tất cả những cái cái quá trình mà chúng ta bị vướng và chúng ta bị lật hướng. Đây thì ở đây thì cũng có một cái gạch đầu dòng ghi lại là nỗ lực vượt qua chính mình, thì nó như vừa rồi mình mới nói đó. Và đối với cái người tu pháp môn tịnh độ của chúng ta, cái pháp tâm bồ đề chính là gì? Là một lòng tín nguyện chuyên niệm A Di Đà Phật. Thì tại vì chúng ta vừa nói nó cuối cùng nghĩ về sanh tử rồi, để giải quyết sanh tử thì duy cũng chỉ có một con đường thù thắng, đấy là niệm A Di Đà Phật, nương vào bổn nguyện tiếp độ của Phật Di Đà để chúng ta thoát được cái biển sanh tử trong thời mạt pháp này. Và gần đây thì có nói chuyện với một cái bà cụ thì cũng có duyên. Thì bà là tu học theo cái hệ phái của bên Campuchia qua, người của tiểu thừa thì họ họ không có niệm A Di Đà Phật, họ đọc kinh gì kinh bằng tiếng Miên, hoặc là họ, tôi hỏi là bà niệm Phật
có niệm Phật không? Thì bà nói có. Tôi nói niệm Phật và niệm thế nào? Thì bà nói là tôi niệm bốn chữ Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bà xin sao? Thì tôi xin tôi cho tôi về Niết Bàn. Thì tôi nói với bà, thấy bà này cũng có trí tuệ, tôi nói bà ơi, cái đó là cái chung Đức Phật Thích Ca năm xưa khi mà xuống thế gian này tiếp độ cho chúng sanh khi Ngài còn tại thế, những cái bậc canh tánh mà thượng canh á, hàng đệ tử của Ngài, thì Ngài độ được 1250 vị chứng quả A-la-hán nhập vào Niết Bàn. Còn tới thời kỳ mà tượng Pháp là Ngài nói rằng là gì? Là thiền định thành tựu được minh tâm kiến tánh. À, mà kiến tánh thì thành Phật. Còn riêng thời mạt Pháp thì canh tánh chúng ta quá là thấp, rồi cái sự lôi kéo của cuộc sống xã hội, tiền bạc vật chất quá mạnh, quá lớn, thì chỉ có tịnh độ thành tựu, niệm Phật thành tựu. Thành tựu ở đây không phải là chứng đắc cái gì cả, mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đồng nghĩa với lại cũng là thành Phật. Vì sao? Vì ở đó dù là lâu hay chậm, tùy theo cái sức tinh tấn của chúng ta, thì Đức Phật Di Đà bảo chứng cho chúng ta một cái là kiểu gì chúng ta cũng ngộ vô sanh, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Và Ngài là thầy của mình, thì chúng ta được là học trò của một vị Phật, thì nhất định chúng ta sẽ thành Phật. Mọi người cứ để ý như vậy, vì cái sức nhiếp phục của Phật kinh khủng lắm. Có thể một cái bài giảng này của tôi hoặc của quý thầy, mọi người nghe thì cũng có thể hiểu được ít nhiều á, nhưng mà nói để chúng ta chứng thánh là khó, đúng không? Là khó. Nhưng mà năm xưa bao nhiêu cái người mới gặp Đức Phật, nghe Ngài thuyết một thời kinh thôi, hoặc là có những cái vị ví dụ như Ngài Ca Diếp á, Đức Phật chưa cần phải nói gì hết, Ngài cầm một cái hoa sen Ngài đưa lên như vậy mà Ngài đắc được cái tâm bốn tánh của mình liền, đắc thiền liền, minh tâm kiến tánh liền. Thì nhờ cái gì? Nhờ cái đức của Phật vô cùng sâu dày, cái từ trường của Ngài nó khác hoàn toàn với cái từ trường của chúng ta. Cho nên chính cái đó là trong cái cuộc đời này cũng vậy, mọi người thấy cái đạo lý cũng vậy. Có người cũng nói cái lời đó nhưng mà người ta không tiếp nhận, nhưng mà con người nói thì tiếp nhận, còn chỉ la mà lại không nhận. Vì gì? Ở khác nhau ở cái đức của người ta, không nhận. Thì chúng ta không thể nào so lường với cái đức của Phật cả. Mà bây giờ Phật Thích Ca thì đã nhập Niết Bàn rồi, cái duyên của Ngài độ sanh ở Ta Bà này thì Ngài đã thị hiện Niết Bàn rồi, thì Ngài biết được điều đó, cho nên Ngài chỉ cho chúng ta là gì? Làm học trò của Phật Di Đà đi, niệm Di Đà đi, cầu sanh về Di Đà tịnh độ đi. Nơi đó có Đức Giáo Chủ A Di Đà hiện đang thuyết pháp để độ sanh với 48 lời nguyện. Thì chúng ta mà tin nhận được lời này thì đời này kiếp này chúng ta giải quyết được sanh tử, chúng ta thành tựu được cái Bồ Đề Tâm đó. Cho nên tôi nói với cụ là cụ về cụ tìm hiểu đi, cụ niệm A Di Đà Phật đi, cụ mà làm được điều đó tuyệt vời lắm. Chứ bây giờ mà cụ cứ đi theo cái đường cũ như vậy khó lắm. Tại vì ông tin cụ lên trên mạng cụ tìm đi, xem coi có bao nhiêu tôn giáo, hoặc là trong Phật giáo chúng ta tu những cái môn phái khác, không phải là sai đâu nghe, đúng hết á, toàn là Phật chỉ hết. Nhưng mà thật sự để gọi là thành tựu thì khó đâu, đúng không? Tìm đi, từ tìm là ra mà. Nếu có thì người ta đã quay, người ta đưa lên rồi. Nhưng mà ngược lại ở chỗ là gì? Bao nhiêu người như vậy, bản thân mình thấy trên mạng thì quá trời nhiều luôn, là những cụ già, những em bé. Giống như thầy Văn Đức vừa rồi có một cái bạn như mới có 13 tuổi thôi, 13 tuổi bị bệnh, mà hồ niệm niệm Phật leo lẻo, cuối cùng cũng rất ra đi, thời tướng rất là đẹp. Rồi những người già cũng vậy. Rồi gần đây nhất có Hòa Thượng Định Không thì hiện bản sanh, Hòa Thượng Hải Hiền thì hiện bản sanh, rồi Hòa Thượng Thiền Huệ thì hiện bản sanh ở tại Đại Tùng Lâm, rất là thù thắng, biết ngày giờ ra đi, báo trước ngày giờ. Thì vô vàn. Rồi Hòa Thượng Giác Khang ở Trà Vinh cũng vậy, ngày cả đời tu thiền, nhưng mà cuối cùng Ngài nói là gì? Thế giờ tôi vẫn không biết đường đi về. Cuối cùng Ngài quay lại, Ngài niệm Phật thì Ngài lại tự tại vãng sanh, biết ngay giờ, để lại rất nhiều xá lợi. Thì nó đã rõ ràng lên như vậy rồi, tại sao chúng ta không lựa chọn? Chúng ta không nói vì mình tu tịnh độ thì mình khen tịnh độ đó nghe, nhưng đó là sự thật. Nếu ai có duyên mà tỉnh táo mà tìm hiểu mà tiếp nhận được cái này thì phải nói rằng nó là một cái nhân duyên hy hữu khó gặp. Vì sao? Vì làm người là khó, sanh ra đời gặp Phật Pháp là khó.
trong Phật pháp mà gặp được chánh pháp là khó, mà trong chánh pháp lại gặp được pháp môn tịnh độ, lại chuyên niệm Phật, lại phát nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc đời này, là chính là khó trong khó. Đó, chứ không phải đơn giản. Đó. Nên rằng là chúng ta hôm nay hữu duyên, chúng ta ngồi đây với nhau, nó có một cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp y hữu, là chúng ta thấy được như chị Tâm chị nói, tu cái niệm Phật này tu được ha, thấy dễ mà. À đúng rồi, như vậy là có thiện căn rồi, đúng không? Thấy hay như vậy, à, rõ ràng thấy hiệu quả, thấy tu được. Mình thấy mình tu được là mình có phần. Chứ bây giờ có những cái mà chúng ta thấy hay đó, khó quá làm không được, rồi làm rồi nó không có một cái gì rõ ràng hết, thì cũng thiệt là không biết đâu mà lần. Nhưng mà rõ ràng đây là gì? Mình thấy rõ ràng là người già cũng niệm được, người trẻ cũng niệm được, trẻ con nó cũng niệm được. Mà rồi người già cũng vãng sanh, trẻ con vãng sanh, người tu cũng vãng sanh rồi, đúng không nào? Đó, thì mình cũng tự tin là vãng sanh thôi. Tôi hay động viên mà bếp với tôi nói, hồi xưa nếu mà nói tạo nghiệp, mấy người nói sát sanh để sống chưa chắc đã ác mà thôi. Nhưng mà từ khi mà gặp Phật pháp rồi gặp pháp môn niệm độ, tôi thấy tôi cũng tự tin tôi vãng sanh. À, tôi tự tin mà tôi thấy tôi có hy vọng. Tại vì sao? Cái con đường này tôi làm được này. Bây giờ kêu tôi tọa thiền minh tâm chính tánh, hồi xưa tôi cũng thử thực tập một thời gian, tôi thấy mơ hồ. Tại vì sao? Tôi thấy có cái sự an vui nhẹ nhẹ ở hiện tại đó, nó sống nó thư thả tí xíu là có. Nhưng mà nói bây giờ chết biết chắc đi về đâu chưa thì tôi thua. Mà tôi thấy các vị tăng già cũng vậy. Hả? Nhưng còn ngược lại chỗ đi tịnh độ này thì thấy người ta vãng sanh rồi, mà Đức Phật nó là gì? Tới lúc gần lòng chung, Đức Phật A Di Đà hiện ra dẫn mình đi về cõi nước nó an toàn. Cái ớn nhất trên cuộc đời này á, là cái cả đi chơi vậy đó, đi mình cũng nhiều khi không dám đi, đi chỗ nào là lạ đi mình sợ ghê. Mà đi thì đầu thai là đi mình thôi, đi sanh tử là đi có mình thôi. Rõ ràng nghe tôi nói tới mà đi ra tuy nhiên địa thôi là đã ớn nổi dây gốc, đúng không? Hằng ngày chúng ta hay tiễn người thân ra nghe địa, chứ mà thử giờ ngồi nằm mà suy nghĩ rồi vậy mình phải đi ra nghe địa mình thôi trời. Nhưng vợ tôi mỗi lần nghe nói như vậy là có rõ nên sợ. Sợ, tôi nói sợ sao không nhiều niệm Phật. Rất là sợ ra địa ngục một mình mà ra ngoài cái địa mình, mà ra ngoài cái địa thì khổ lắm, mới là ma đói thôi nghe, là quỷ dữ mộ thôi, còn chưa tới mức độ mà phải chui xuống dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó còn kinh khủng nữa. Đúng không? Chúng ta nhìn cái kiếp sống của súc sanh ra, bữa đói bữa no, bị đập lên đánh xuống, bị cắt cổ ăn nữa. Rồi địa ngục thì thôi khỏi bàn luôn. Đọc kinh Địa Tạng thấy ớn ọm, mà toàn bộ đi mình đó, đi một mình thôi, đúng không? Còn niết bàn thì nghe rất là hay đó, nhưng mà giờ nó chỉ là cái định nghĩa thôi, nó ở đâu chúng ta cũng không có đủ trí tuệ để có thể với tay thấy những điều này. Nhưng mà rõ ràng tịnh độ là gì? Tây gần lâm chung, Phật Di Đà, Quán Âm, Thế Chí, thánh chúng nữa, mà mình cần sợ là cả thánh chúng, hàng hà thánh chúng nữa. Ví dụ như thánh chúng đó là gì? Đời này chúng ta khuyên nhiều người niệm Phật, họ được vãng sanh trước, sau này họ theo Phật Di Đà xuống này, hiểu không? Mình hay niệm thanh tịnh đại hải chúng đó. Hoặc là bây giờ vô lượng chúng sanh, chúng ta đi phóng sanh, chúng ta cứu vớt này, nó được siêu thoát, nó vãng sanh này, sau này nó nhớ ơn mình, có duyên mà xuống cổng tràn phan vào cái xuống nó đón, thì đó là chư vị thánh chúng có duyên với mình, nó đông vui xuống cái mình đi về cực lạc, mình đi trong đường sanh tử, đi với quá trời người luôn. Thấy tự tin không? Còn đó mà còn chưa xong nữa, chứ còn tới lúc mà cho mình phiêu diêu mình thì tính sao đây? Cho nên tôi chọn cái con đường này, mọi người cũng nên chọn lựa. Vì sao? Phật chỉ mà, cứ nghe là biết là đúng, đúng không? Nghe ai thì còn có thể bị gạt, chứ nghe Phật không có sợ. Phật mà còn gạt mình nữa thôi, thế gian này ta khỏi cần sống, đúng không? Đó, mình phải sống như vậy. Cho nên tôi có một cái khái niệm, tôi tự động viên tôi và mọi người cũng nên suy nghĩ động viên tôi đây. Rõ ràng chúng ta thấy là làm cái gì chúng ta cũng muốn biết trước được kết quả, và đương nhiên mà biết nó là xấu, là chết, là khổ thì không ai mà đâm đầu của nó làm chi, đúng không mọi người? Đi nào. Mà đương nhiên chúng ta hay nhiều cái vượt khỏi cái sức nhận thức của mình, chúng ta hay đi tin hỏi chuyên gia này chuyên gia nọ, rồi thậm chí đi hỏi bà này bà kia, đúng không? Mà thật sự là gì? Người nào rồi cuối cùng hoặc chính bản thân chúng ta này, chuyên gia này, học giả này, hay là những người bạn bè của mình, những người khác thì cũng chỉ là phàm phu thôi, đúng không nào? Mắt không thể nhìn thấy xuyên qua tờ giấy. Còn riêng bây giờ chúng ta tin Phật,
chúng ta gặp những cái chuyện trong cuộc đời này hoặc trong cái hướng đi này, chúng ta lấy kinh điển ra, chúng ta đọc, chúng ta nghe pháp, chúng ta thấy rằng cái phương hướng như vậy, thì nếu nó có khác đi với cái suy nghĩ của chúng ta hoặc là cái suy nghĩ của số đông, thì chúng ta nên sáng suốt chúng ta lựa chọn lời của Phật dạy đi. Đó là cái sự lựa chọn của trí tuệ đó, tôi nói thật. Tại vì tôi nói cả thế gian này công nhận Phật là bậc đại trí tuệ rồi, là thầy của trời người rồi, đúng không nào? Và bây giờ mình không nghe ngài này, mình đi nghe bà Tám, mình đi nghe cái ông gọi là chuyên gia nào đó, cũng đi học sách vở mà ra, đúng không? Mà khác đi cái hướng của Phật chỉ, mà mình đi nghe là mình thiệt. Hoặc là có cái dở hơn nữa là nhiều khi mình nghe cái suy nghĩ của mình. Ví dụ như Phật kêu mình là trồng bỏ ác làm thiện, bố thí để được tiền của, mình không tin. Trời, bố thí rồi lấy gì mà ăn, đúng không? Rồi hoặc là gì, bây giờ mà cứ 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 thiện quá thì cuộc đời này lấy gì mà sống. Bây giờ phần lớn, thật sự kể cả người Phật tử đi chùa, tôi phần lớn tôi thấy thấp thỏi bên trong nội tâm cũng là cái này, cứ sợ mình thiện mình tốt quá rồi đói, vì thấy xã hội này nó chụp giật quá mà. Rồi buôn bán đâu cũng vậy, nó không lừa lọc, không xảo trá, không mánh khóe lấy gì mà. Đó là cái cách nghĩ của phàm phu mình thôi. Còn tôi nghe lời Hòa Thượng nói mà tôi nhận, nghe nói thế này: nếu như tất cả mọi người đều dối trá, riêng ông trung thực, mọi người đều dối, nói dối mà riêng ông có chữ tín, thì ông là người số 1. Có đúng không? Đúng không? Dù chúng ta có như thế nào đi nữa, rõ ràng chúng ta vẫn rất là thích và rất gần những người nào có uy tín và những người nào mà hiền lành, đúng không? Cuộc đời này chứ phải như vậy, vì nhân chi sơ tánh bản thiện, mà cái tự tánh của mình vốn nó lương thiện, cho nên nó đi tìm những cái thứ đó nó gần thôi, chứ nó cũng không ngu gì mà nó gần người ác hết, đúng không? Thì tự nhiên nếu mà chúng ta sống tốt rồi dạy cho con cái của mình thật sự tốt, thì chúng ta là người quý trong những người khác, rồi con cái của mình cũng sẽ là người quý trong những người khác, chứ không bao giờ nghi như chúng ta suy nghĩ là gì, dạy cho nó lương thiện quá sau này nó bị người khác ăn hiếp, đè đầu cởi cổ rồi tội nó. Đó là suy nghĩ của phàm phu chúng ta thôi, đúng không ạ? Người ta đi theo cái đường chánh đó, người ta thành Phật Bồ Tát đã từ vô lượng kiếp nay rồi, chúng ta còn cứ ngồi đó mà suy diễn suy luận theo cái kiểu phàm phu, cho nên chúng ta mãi mãi là phàm phu khổ đau. Mà tới khi khổ đau thì đi quỳ lạy xin ai cứu? Xin Phật Bồ Tát cứu, đúng không? Như vậy mà cho nên chúng ta phải hiểu được cái lý luận này, để đời này kiếp này tôi hay tự nói lòng thôi, dù mà có xảy ra chuyện gì đi nữa mà Phật chỉ mình nhận thức được, mình dám đi theo Ngài. Vợ mình, cha mẹ mình, con cái mình mà chỉ mà khác theo cái lối Phật chỉ thì thôi, dạ dạ đừng nghe, nghe là chết. Bạn bè mình cũng vậy, đúng không? Nó rủ mình đi chùa khi nào đi trả được, đi chơi đi, đúng không? Đi chơi đi, mình mà nghe nó mình chết, sau này mình chết nó có cứu được mình đâu, hiểu không? Đi chơi với mình thì được, nhưng khi mình đi chết nó kêu đi một mình đi, đúng không? Phải chưa? Đi chơi thì ai rủ nhau đi trả được, đúng không? Hoặc là khi mà mình đi tù hoặc là mình đi chết, có ai đi được một mình đâu? Nhưng ông Phật lạ lắm, khi mình vui ông vui với mình, ông vui âm thầm, nhưng khi mình chết á ông cứu mình, đúng không? Cho nên khi mà mình phải có cái sự lựa chọn, có cái sự lựa chọn, chứ không thể mà chúng ta cứ cứ thấy cha mẹ mình thương mình quá rồi cái mình cứ ẩu là không được. Mình ẩu là mình lựa chọn sai là mình chết, đúng không? Nhiều lúc mình xa rời vòng tay của các vị quá sao mà kéo nổi, đúng chưa? Phật cao một thước thì ma cao một trường. Phật muốn rủ chúng sanh đi tu thì ma cũng muốn rủ chúng sanh đi chơi, đúng không? Mà đi chơi đồng nghĩa với tạo nghiệp, đúng không? Bây giờ chơi cái gì vậy? Có ai ngồi lại chơi theo kiểu mình không? Hả? Đúng không? Cốc cốc chen chen rồi gây bắt đầu trái cây không? Chơi chơi vậy không? Có chơi gì? Ít nhất cũng phải thịt, rượu, bia. Không có mấy cái thứ đó nó không chơi đâu. Chúng sanh thời nay là như vậy, nó thử xem coi. Bây giờ cứ từ đây về sau đến nhà tôi thì chỉ có cốc cốc, rồi là nước ngọt,
rồi trái cây, chè xôi, thử xem coi mời lần thứ ba coi đến nữa không, đúng không? Loại bỏ hết khỏi cuộc chiến rất nhiều đối tượng luôn. Đó, tôi biết mà, tôi cũng có bạn mà, đúng không? Thậm chí người nhà cũng vậy, thiệt với mọi người, người nhà cũng vậy, chứ đừng có nói là người ngoài. Mình mà không muốn hòa đồng với họ, mình muốn ngồi chung với họ trong mâm rượu, lạ lắm, mình đi cũng sao nghe, nhưng mà họ lại ngại, thế thì họ lại không hợp gu, hiểu không? Dù như mình có thể bưng đồ chay của mình, hoặc mình ngồi chung với bạn mạnh, mình chui vô được, nhưng mà có mấy người như vậy, họ họ bỏ cái chỗ mạnh đó mà họ xin, họ tình nguyện mà chạy lên cái bàn chay với mình đâu, đúng không? Đó tu à, chơi mình đi coi, đúng không? Hiểu chưa? Đó, nhưng mà đâu vì người thân trong gia đình, chả lẽ bây giờ mình cứ ngồi mình ăn như vậy thì kỳ quá, đúng không? Nếu người ngoài thì đó, cho nên chỗ này là cái chỗ mình nói với nhau để mình vẫn trân trọng những cái nhân duyên hiện tại, nhưng từ bây giờ là gì, mình đến với nhau kết bằng pháp duyên. Hồi xưa mình kết rượu duyên, bài duyên, tiền bạc duyên, với lại bia rượu duyên. Bây giờ mình biết những cái duyên nó tương lai đi về địa ngục tam đồ không đi, đúng không? Dạ thôi Diệp ơi, từ đây Lam đi vô chùa cắt tóc thiệt á đó, đó. Đúng không? Đừng có hú Lam nữa. Lam hồi xưa là con vô chùa nhưng con bị dính mắt, hiểu không? Đi chùa vẫn cứ đi, ai hú đi nhậu cũng đi, đúng không? Bữa nay Lan, bữa nay giác ngộ rồi, sau khi nghe thầy Nhuận Đức có đây đọc kinh Địa Tạng rồi thấy địa ngục ghê quá. Lan quyết chí từ đây cạo đầu thiệt, đúng không? Là tu luôn. Còn ai có duyên với Lan đi vô chùa thăm Lan, ăn chè tụng kinh, nói với nhau đôi điều giác ngộ. Vì sao? Vì thọ mạng gần hết tới nơi rồi, đúng không? Chết tới nơi rồi, cứ mỗi Tết như vậy cứ chúc nhau năm mới sống lâu trăm tuổi, không mà năm nào cứ chúc sống lâu trăm tuổi, mà cứ mỗi năm bị trừ đi tuổi, đúng không? Cứ chúc thì cứ chúc sống lâu trăm tuổi, có một câu làm hoài, mà cứ mỗi năm như vậy là biết là sắp tới cái phần mộ 1 tuổi nữa rồi, vậy mà sao không giác ngộ, đúng không nào? Đó, mấy cái Tết tôi vẫn cười lắm, thế rồi mấy người họ gì em tôi nói thôi đừng chúc tôi lòng vòng nữa, chúc tôi mau vãng sanh đi, cứ trợn mắt lên nên nghe vãng sanh sợ chết đấy, mình thì khoái chết, nhưng trước sau thì biết chả chết, chết là lẹ đi cho đỡ xấu, đúng không? Trời ơi nhìn cái cảnh già già đi không nổi, bây giờ này nhìn thấy bà già cứ hỏi bà đi đâu đó, sao con cháu bà không chở bà đi chợ đi, mua đồ ăn vậy, đi ra chợ mua đồ ăn lết lết đi con à. Tự nhiên thấy sụp mặt xuống buồn. Lúc đó bữa đó đi đang mua 2 bao gạo cho mấy đứa nhỏ bên trường lớp của Hiếu, bán gạo không tặng cho bà 1 bao nữa, chú cho tiền uống thuốc đi thì được chứ gạo rất không nổi. Bây giờ già rồi người ta cho bao gạo sắc cũng không nổi cho nó mấy người, đúng không? Cái cảnh già nó khổ kinh khủng, còn con cháu bất hiếu nữa là khỏi nói. Nên là cho đi tặng cho bà 100.000 mua thuốc uống. Nhưng mà mình nhìn mấy cái cảnh đó đây là nó cái kiếp người này đúng thật sự nó có cái gì đâu trời, nở lên tí rồi bắt đầu tự nhiên cái lúc mà sung mãn nhất cái dây vô chồng con cái bao nhiêu việc lo y xèo tạo bao nhiêu là tội nghiệp, cái tới lúc già cái bắt đầu trả giá cho những cái việc đó rồi đau khổ nhức mỏi. Nãy từng kinh ngộ có đau chưa? Đau chưa? Chưa đến nỗi già lắm mà thấy đúng là tụng một thời kinh mình mới thấy trân quý, hồi nãy đau chân kinh khủng rồi đó. Đó với mỏi tay nữa. Gõ mỏ mới có 2 tiếng cũng mỏi tay nữa. Đó thiệt, với cái thân này mình càng suy nghĩ như vậy mình mới nói đúng thật, phải tận dụng nó mà cố gắng vãng sanh đi, đừng có rong chơi nữa đó, chơi nhiều ra đủ rồi thì à, chơi nữa là nhiều lúc thọ mạng nó hết giữa chừng mà Phật cứu cũng không nổi luôn. Và có một cái ý nghĩa là gì à, nương vào trí tuệ tập thể nếu tự mình sẽ sai không lấy lại được à. Thế đây tự nhiên lạ ghê ta, và nói trước không à? Với cái ý rằng chúng ta nương vào trí tuệ mà không phải nói tập thể, là cái trí tuệ tập thể là nếu mà trí tuệ là đúng theo lời Phật dạy, và tập thể ở đây là gì, là một cái tập thể bắt đầu giác ngộ, chúng ta khuyên lẫn nhau đi về cái hướng giác ngộ,
đi vào cái hướng giải thoát, đi vào cái hướng an vui. An vui. Ví dụ như hôm nay chúng ta ngồi với nhau, chúng ta ăn với nhau trái cây hay ăn một bữa đồ chay hay là một cái gì đó nó không có cái sát nghiệp trong đó thì hướng đó là hướng an vui. Còn bây giờ hôm nay chúng ta cười nói đó, nhưng mà trên cái sự đau khổ của loài khác rồi, đúng không nào? Chúng ta cười giỡn trên cái sự đau khổ của loài khác thì cái nhân của nó đã là đau khổ. Giống như gần đây tôi hay nói với mọi người đó, sau cái đợt lễ cái tự nhiên cái nhìn cái một em học trò chạy tới nó khoe, thầy ơi chân của con bị bỏng nước sôi, bị đau. Mình vừa nhìn xuống cái tự nhiên mình giật mình, mình nhớ lại cái mấy cái tấm hình của bố mẹ nó khoe cái lúc mà đi qua bên ngoài thăm chơi ở quê ngoại, thế là quay mấy con gà trên bếp lửa xỏ cây nướng, rồi lúc mà nó vừa giai đoạn nó vừa chín nó da nó nức ra nhìn thơm phức. Cái tự nhiên nó vừa đưa cái chân nó ra cái mình giật mình nhớ lại mấy tấm hình, sao mà quả báo đến nhà mày lẹ quá vậy, đây mới là hoa báo rồi đó nghe. Hỏi con bị gì? Đấy, con bưng nước sôi nó đổ vô chân của con, đổ cho một cái mảng chân vậy mà bông ra cũng nước y chang cái con gà quay trên đó vậy. Mà nó là cái ấn tượng lạ lắm, lúc mình đưa Facebook mình thấy cái hình đó cái tự nhiên mình cho qua, nhưng mà tôi thấy cái chân của đứa bé cái mình nhớ lại cái cảnh đó. Thì thực sự đúng là hoa báo nó đến lẹ đó mới hoa báo thôi, chứ còn cái quả báo thật sự nó phải lấy cái mạng của mình cái đó mà quay nó mà cười, mà chính mình hồi xưa cũng làm như vậy, thì giàu vậy. Thấy chúng sanh là khởi cái niệm ác lên toàn nghĩ tới món ăn không, đúng không? Chứ có khi nào mà mình đề khởi được một cái tâm giác ngộ là thương nó trong gì loại đọa lạc chúng thật đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói quá đúng, người ở cõi Nam Diêm Phụ Đề mình khởi tâm động niệm không chi là chẳng tạo nghiệp. Và nếu khởi được cái tâm thiền lành lên thì liền nhanh chóng bị thối thất, còn như cái duyên ác á, thì lại luôn luôn tăng trưởng, đúng không nào? Mà chơi được rồi là thôi, thâu đêm suốt sáng tăng một rồi tới tăng hai tăng ba tăng tư tạo bao nhiêu là nghiệp. Hồi xưa thôi đó, đây nổi da gà mà cũng bản thân tôi vậy, tôi chưa đến nỗi gọi là tởm lắm nhưng mà cũng bắt đầu bị ô nhiễm. Hồi xưa đi với mấy ông sếp đó, làm thì bắt đầu có tiền xong cái bắt đầu mấy ông hồi xưa không hề biết cái massage là cái gì, bắt đầu ông rủ đi, rủ đi thì khi đó cũng gà đá đi cho biết. Đi cho biết và đi cho biết rồi mới sau tự đi mình đó. Nên như vậy đó, người của mình là nó hay có cái kiểu như vậy, cái duyên ác mà gặp rồi là nó cứ tăng trưởng, sai một lần rồi là nó cứ tiếp tục nó sai. Mình chỉ may là mình nghe được Phật pháp rồi bắt đầu mình quán chiếu được cái lỗi lầm, cái tự nhiên xong phải cộng với cái thiện căn nhiều đời nhiều kiếp mình tu đó nghe, bắt đầu mình mới quay về lại được. Chứ còn nếu mà thật sự mà nói mới đời này mà tu thôi thua đó, rồi phải đơn giản mà. Cho nên có nhiều huynh đệ cứ cũng chia sẻ là thời nay là thấy nhiều người tu họ, nhất là có mấy ông trên mạng sầm sàm tùm lum đủ thứ ấy. Nhưng mà mình khi mà mình hiểu rồi sâu rồi mới biết là họ như vậy cũng đúng thôi, tại vì họ mới tu đời này thôi, hiểu mà. Còn chúng ta là sâu sắc hơn một tí xíu, nhưng mà chúng ta cũng là nhiều lần tu mà bây giờ vẫn chưa tới nơi tới chỗ, chứ cũng chưa có phải là tốt đẹp gì đó, hiểu không nào? Cho nên tới khi đó mình hiểu được như vậy, tự nhiên mình không để cho những cái đó nó làm bệnh tâm mình nữa. Nếu có duyên thì mình khuyên lên người ta, còn nếu không là mình học tập từ những sai lầm đó mà mình tự động viên mình kiếp này phải tranh thủ, phải xử lý cho ngọt cái sanh tử này của mình cái đã. Còn các anh chị em đó cũng như mình trước đây, nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn rồi, tương lai cũng sẽ được độ, có thể là lâu hay mau, hoặc là chí ít chúng ta phát ra một cái nguyện là gì, khi mình thành Phật, khi mình vãng sanh rồi, nếu có duyên mình sẽ độ mấy người này, mà phải phát nguyện như vậy đó. Còn vì nếu không là mình sẽ để những cái sự xấu xa bại hoại của họ làm ô nhiễm cái tâm thanh tịnh của mình, hiểu không ạ? Đó, giống như là gọi là mình lưu những cái xấu đó xong rồi giống như mình tâm mình nó bị bệnh tâm á, nó bệnh tâm của mình đi, tức là mình vẫn thấy, mình vẫn hiểu, có nhiều khi mình vẫn nói chuyện với nhau để rút cái kinh nghiệm, nhưng mà chúng ta đừng có bị vướng mắc vào trong cái vấn đề gọi là chúng ta có ác kiến đối với họ, hiểu không? Chúng ta có cái sự gọi là khi nhờn họ là thì đối với cái chỗ này là chúng ta sẽ bị tạo nghiệp đó, cái chỗ này là chỗ nghiệp trọng á,
phải chỉ cảnh giác. Ví dụ như hòa thượng nói, thật ra thì cũng không phải họ không có tác dụng gì đâu. Trong cái nhân quả của họ, trong cái nhân quả ác mà họ sai, họ sẽ bị đọa lạc á, là đương nhiên. Nhưng mà nó cũng có một cái góc độ là, ví dụ như cái sư giả, nó cũng có cái giá trị của nó là nó kết duyên với nhiều người ở chỗ là, ví dụ như họ phát lên cái y của nhà Phật áo tăng, hiểu không? Thì cũng giống như là mình cầm cái sâu chuỗi ra ngoài đường nhé, thì người chưa có duyên thấy được khởi lên một cái niệm đối với tăng bảo, hiểu không nào? Hoặc là họ thường nói người nào mà sâu sắc thì khởi lên cái niệm là giữ cho cái lục căn của mình thanh tịnh, thì họ cũng có cái phước đó, hoặc là nhờ cái duyên đó mà kết duyên được với nhiều người khác. Thì trong cái cuộc bản thể của nó cũng có cái phần sai và cũng có cái phần tích cực ít nhiều trong đó, hiểu không? Thì mình nhìn cái như vậy để rồi là mình không có bị dính mắc vào cái việc làm sai. Chúng ta cố gắng giữ cái chỗ này, vì chỗ này là chỗ mà thật sự, nhất là cái thời mạt pháp này của chúng ta này mà nhiều lắm luôn. Tại vì sao? Vì chưa chắc là thật hay giả nữa. Với thứ hai là trong thời mạt pháp này là ma vương từng tuyên bố với đức Phật là gì? Tới thời mạt pháp ta sai ma con ma cháu đội lốt người tu xuất gia, thậm chí là giảng pháp luôn, mà giảng sai đường cho chúng sanh nó đọa chơi luôn. Giống như con ông sư tôi thường nói đó, giảng mà kêu với chúng sanh là thời nay là gì, mà ông này cũng nổi tiếng à? Kêu là gì, là muốn giàu có đừng có đi theo Phật Bồ Tát, mà chết nghe thì cứ xin Phật Bồ Tát, Bồ Tát không cho giàu có đâu, mà muốn giàu có là phải đi xin mẫu á. Thấy bà thầy tà, thế mà tôi đi xin mẫu mà tôi không giàu, ông chết với tôi, đúng không? Bây giờ nếu như vậy tôi dẫn 1.000 người nghèo lên tôi xếp hàng, xong tôi bắt xin hết, mà nếu không giàu nữa, đúng không? Ông nào dám ký giấy xin Phật còn không được luôn, đúng. Nhưng mà Phật nói là gì, muốn giàu có từ tiền kiếp đã gieo nhân bố thí, đời này muốn đổi vận mạng phải tích cực bố thí, nó ra cái quả thì nó mới giàu có chứ, đúng. Phật cũng không cho, mà Phật mà đã còn không cho được rồi thì ai mà ở đây có quyền năng mà cho được, đúng không nào? Còn nếu mà ai mà dám nói tôi cho được thì tôi kiếm người tôi sắp hàng tôi xin, mà không được đừng trách, đúng không? Rõ ràng như vậy, thử đi. Nên nó trốn cho những cái phát ngôn mà mình thấy quá là tà kiến luôn đó, cực kỳ là tà kiến. Cho nên chỗ này là chỗ mà chúng ta phải rút kinh nghiệm. Phật nhìn trên bản thể thấy chúng sanh đều là Phật, còn trên sự tướng thì có sai biệt. Tự tánh là bình đẳng bất biến, còn tướng thì thay đổi. Thì ở đây đây là cái cách nhìn để chúng ta đỡ bị phiền não này. Sau này tất cả chúng ta phải nắm cái chỗ này, chúng ta học Phật chúng ta hãy nhìn trên bản thể, nhìn trên cái tánh Phật của mình đó. Ví dụ như mình vừa nói đó, thì các cái người tu phá giới đó cũng có cái Phật tánh, tương lai họ giác ngộ họ sẽ thành Phật, hiểu không? Chúng ta cũng như vậy, hiểu chưa? Hoặc là chúng ta nhìn trên cái góc độ gì, loại là loài chó, loài mèo, loài cá, loài heo, chúng ta nhìn trên sự tướng chúng ta thấy nó khác hoàn toàn với mình, đúng không? Phải chưa? Nhưng mà vì chúng ta chấp trên sự tướng thì có nhiều khi chúng ta đè nó ra, chúng ta ăn thịt, chúng ta không thương xót nó. Nhưng mà chúng ta học Phật chúng ta nhìn trên cái tự tánh thì nó với mình không hai. Mình trước đây cũng từng đọa vào cái cảnh giới của nó, và nó hôm nay thì cũng là người lại bị đọa vào cái cảnh giới mà nó đã từng tạo nghiệp sát sanh, đã người ngu si bị đọa súc sanh. Cho nên khi mà chúng ta nhìn trên cái tánh Phật đó thì người ác cũng như người thiện bình đẳng, nhìn cái con vật cũng như là loài hữu tình, loài người chúng ta cũng bình đẳng, mà cứu vớt, mà thương xót, mà độ, mà bố thí công đức phước đức giống nhau hết. Mình nhìn được trên cái sự tánh này thì tâm của mình nó sẽ thường an ổn và thanh tịnh, hiểu không? Ví dụ như mình ra mình thấy một cái người quá đáng ghét, tạo nghiệp quá trời ác, đúng không? Ví dụ như hồi xưa chúng ta mới đi phóng sanh này, tôi quán chiếu điều này rất là rõ. Giai đoạn những lần đầu đi phóng sanh mà chưa hiểu sâu á, mình ra mình thương, bây giờ hồi xưa mình cũng ác đập đầu tùm lum ấy. Bây giờ mình ra mình thấy thương động vật, có mình thấy mấy người đập đầu mình ghét, mình không ai là nói ghét hẳn, nhưng mà mình cảm thấy là chưa đồng cảm được, ông ác quá, hiểu không? Nhưng bây giờ cũng nói người ta bỏ cái nghề ác đi, nhưng mà mình vẫn thấy họ vẫn là một cái người có thể giác ngộ lại và có thể xoay chuyển được cuộc đời và có thể tu thành Phật được.
và cái nhân quả của họ với chúng sanh này nó báo qua báo lại nhiều đời nhiều kiếp, cho nên tự nhiên mình không sanh ra cái tâm là ghét cái người tạo ác đó này. Thì chỗ này là mình nhìn trên sự tướng trên tánh, mọi người hiểu không? Mà chúng ta học Phật chúng ta nên nhìn trên tánh để tâm chúng ta thường bình đẳng, còn nếu mà nhìn ra trên tướng thì chúng ta sẽ sanh ra phân biệt đẹp xấu, giàu nghèo, tốt xấu, cao thấp, là chúng ta sẽ sanh ra phiền não. Mà chúng ta học tập niệm Phật cũng vậy, cốt để quay về với tâm thanh tịnh, thì đó có một trong những cách chúng ta nhìn ở trên tánh của chúng sanh. Và như tôi chia sẻ từ đầu đó, chúng ta hãy cố gắng quán chiếu lấy sanh tử, phát bồ đề tâm và một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh đời này đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.